Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Tottenham Hotspur bán Kane, tiền đạo giữ kỷ lục ghi 280 bàn tại câu lạc bộ, cho Bayern Munich. Tuy nhiên, không những không suy yếu, gà trống thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Ange Postecoglou. Trong 6 trận đầu mùa ngoại hạng Anh năm 2023 đến năm 2024, họ thắng 4, hòa 2 và ghi 15 bàn với những kết quả ấn tượng trước Man United 2-0 và Arsenal 2-2. Tottenham Hotspur cũng là một trong 4 đội chưa thua, bên cạnh đương kim vô địch Manchester City, Liverpool và Arsenal. Đội bóng của Postecoglou đang xếp thứ 4 với 14 điểm, cao hơn 4 bậc so với vị trí thứ 8 mùa trước của các cựu huấn luyện viên Antonio Conte, Christian Stellini và Ryan Mason. Tottenham Hotspur đang thi đấu rất tốt và Ange có vẻ là một huấn luyện viên hàng đầu, Klopp nói với tờ Daily Mail hôm 29 tháng 9. Tôi rất mong được gặp ông ấy. Klopp cho rằng Tottenham Hotspur từng khao khát thứ bóng đá tấn công và Ange Postecoglou đã đáp ứng được điều đó. Ông cũng đánh giá cao đồng nghiệp về việc giúp Tottenham Hotspur thăng hoa ngay cả khi phải bán thủ quân Harry Kane. Ange đã thiết lập tốt tại Tottenham Hotspur, Klopp nói thêm. Thật thú vị khi xem họ thi đấu. Đây sẽ là thử thách thực sự cho cả hai chúng tôi. Postecoglou sinh ra tại Hy Lạp nhưng chuyển đến Australia khi còn nhỏ. Chiến thuật gia 58 tuổi từng chơi cho các câu lạc bộ và đội tuyển Australia trước khi trở thành huấn luyện viên vào năm 1996. Postecoglou bắt đầu nổi lên khi đưa Australia tới chức vô địch châu Á 2015. Sau khi giúp Yokohama Marinos vô địch Nhật Bản năm 2019, ông tới Scotland dẫn dắt Celtic. Sau khi giành hai chức vô địch Scotland, một cúp quốc gia và hai cúp liên đoàn với Celtic, Postecoglou về Tottenham Hotspur từ hè 2023. Tối 30 tháng 9, Tottenham Hotspur sẽ tiếp Liverpool. Cuộc đối đầu giữa hai đội trong top 4 ngoại hạng Anh được xem là đáng chú ý nhất vòng 7. Liverpool đang xếp thứ 2 với 16 điểm, với 2 điểm hơn Tottenham Hotspur. Trong 21 lần đối đầu gần nhất ở ngoại hạng Anh, Liverpool chỉ thua 1 lần. Thầy trò Klopp cũng chưa bao giờ thất bại trên sân Tottenham Hotspur kể từ khi sân này khánh thành vào năm 2019.